tao tăng thải thế xíu, giờ tôi sẽ tao ta đây. Thế giờ tôi bảo ta kỳ đồ ấy, ta sưu sức tía kia nó lên. Ta sưu nó như chung mâu, ta rõ tao tăng ra. Tao tăng thải vào lời lì ra giờ. Mâu thôi. Thế giờ cá nó nó mua mua cá khó kể. Thả lại chỉ chua rộng bạch chơi này. Mà hai giờ tiêu là nó lên lại sao thì nó tiêu tay xa nè bao lâu số thật nó tiêu ba đi tiêu cái này cái to rồi chế là này có tật đứa vô thôi tiêu ba chắp lỡ thật nó luôn luôn tất nếu bị bỏ thì mong đồ ơi, giờ phong khó thật xin nào ha. Tuy ở trong đồ thật xin nào ha. Chứ lại sáng nào được bỏ ra. Thế nào đâu vào nào, nào cửa khó tận đi rồi. Cứ gọi lo lo khó lo chứ sẽ lấy liều mua nó chỉ khờ chỉ lo nát là khá nó sẽ à lo nát là khá nó bỏ cháu lo cháu mẹ là khờ tần thôi hả giờ thải tế nó mà trộn xếp thì tía trộn đủ tất xin nó tía trộn đủ rồi số công chứng cái gà nó sẽ xì trộn đủ rồi tía trộn đủ giờ chứ tao bà chế lê giờ chẳng là thải gà ta khó nó như mà đi bay ơ như mà trộn xếp thì tía giờ nó chế tía trộn đủ kìa ơ trộn đủ kìa giờ chẳng chứ tao bà chế à tao bật chế ra chở thải ra mình cho palu số mình cho palu quân đảo u số nhưng mà trong xe thì theo bây giờ thải mà nó lên cho cả tía lên cho luôn cái chống tụ chỉ nó hay chống thải ta rồi thế rồi giờ thải của ta nó cán nó nhưng mà lại phải nó nhưng mà khử đi theo giờ tôi sẽ chấp lời thế bây giờ tôi sẽ tập lại lời cho sĩ tư khó khó thế thế thì nó chẳng khó khó ta rồi chúng tôi là chẳng mau khó khó ta rồi chỉ bảo kế khó khó đấy à nè chúng tôi chỉ bảo chế bài không đá liều chúng tôi đi thôi giờ mà tôi sẽ tập ta ơ tôi sẽ nói chẳng mau thải ta rồi tập tăng thải đi chứ ơ tao tăng thải thế xíu, giờ tôi sẽ tập ta đây. Thế giờ tôi bảo ta kỳ đồ ấy, ta sưu sức tía kia nó lên. Ta sưu nó như chung mâu, ta rõ, tao tăng ra. Tao tăng thải vào lời lì ra giờ. Mâu thôi. Thế giờ cá nó nó mua mua cá khó kể. Thả lại chỉ chua rộng bạch chơi này. Giờ mà hai cái tiêu mâu nó nó bút bể rồi giờ giờ thải cái tan cho cá nó gì nhưng mà phải chế nó bút bể
ร้อยหลุนสี่สิบเจ็ดตาฮะเฮ้ยร้อยหลุนสี่สิบเจ็ดเก้าแล้วนั่นลูกไปเลยอะไรพวกเป็นนอกเดี๋ยวมาสะสะสายหุ่นจงนุ่งใดเลยเนี่ยมาโตเสียชับเปล่าเติร์ตั้งโซ่ตัวตันลูกโซ่เจ้ากะข้อนั้นโตโตเลยก็ไล่ฉลายแล้วก็ไล่ให้เหลือสิเดี๋ยวมาตรวจเช็คเดี๋ยวเฮียมันมันให้ยมอถักตาเลยโอ้จนต้นตายโอ้ชอบเกลียวโอ้